Xin chào các bạn nha. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cách để mà tắt mối quan hệ hẹn hò với người khác ở trên Facebook nhé. Thì hiện tại cái tài khoản Hùng này đang hẹn hò với một tài khoản của một bạn tên là Lưu Gia Thuy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cách để mà tắt hẹn hò hoặc là xóa hẹn hò hoặc là để hẹn hò ở mức riêng tư nhé. Rồi, mình sẽ thoát ra. Đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào trong ứng dụng Facebook nhé. Tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba gạch menu. Rồi các bạn sẽ bấm vào trong cái trang cá nhân của các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ bấm cái phần chỉnh sửa trang cá nhân. Tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần đó chính là chi tiết nhé. Cái phần chi tiết đây này. Các bạn sẽ bấm vào cái chỉnh sửa. Rồi ở đây các bạn sẽ kéo xuống này. Nếu như mà các bạn không muốn nó hiện lên trên trang cá nhân của các bạn thì các bạn chỉ cần bấm vào trong cái dấu tích này thì sẽ không hiển thị trong phần giới thiệu nhưng vẫn công khai nhé. Đó. Rồi nếu mà các bạn bật cái này lên thì ở trong trang cá nhân thì người ta mới có thể, hoặc không các bạn tắt cái dấu tích đi là được. Rồi thì ở đây mình sẽ bấm vào cây viết ở đây nhé. Mình sẽ bấm vào cây viết này. Đó. Rồi tiếp theo thì cái phần mối quan hệ này thì các bạn có thể là bấm vào chữ công khai này. Và các bạn chuyển qua cái phần chế độ là chỉ mình tôi nhé. Thì chỉ một mình các bạn biết là các bạn đang hẹn hò với lại bạn kia thôi. Đó. Còn nếu như mà trường hợp mà các bạn muốn xóa, gỡ hẹn hò với cái người đó thì các bạn sẽ bấm cái phần xóa gỡ này này. Bấm vào xóa gỡ. Rồi. Gỡ tình trạng mối quan hệ. Tình trạng mối quan hệ sẽ không hiển thị trên trang cá nhân của bạn nữa. Thay đổi này sẽ không xuất hiện trong bảng tin. Rồi các bạn có thể là bấm vào xóa gỡ. Được rồi, vậy là đã xóa và gỡ mối quan hệ rồi. Thì bây giờ các bạn có thể là đây cái phần mối quan hệ này, các bạn có thể bấm thêm mối quan hệ. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ đóng lại nhé. Thì bây giờ các bạn có thể là chọn lại tình trạng mối quan hệ này. Rồi các bạn có thể là chọn qua độc thân hoặc là một cái gì đó. Rồi các bạn sẽ bấm chữ lưu này thì sẽ được nhé. Thì ở đây mình sẽ không chuyển qua chế độ độc thân luôn. Thì mình chỉ hủy cái kia thôi. Rồi mình bấm rời khỏi trang này. Mình thoát ra ngoài này. Đó, mình vào lại trong trang cá nhân này. Đó thì nó đã mất cái phần đang hẹn hò với bạn Lưu Gia Thuy nhé. Và cái tài khoản này thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà ẩn hoặc là xóa, gỡ bỏ hoặc là để không công khai cái hẹn hò này ở trên Facebook. Và các bạn thích video này nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận trên phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.